Thưa các bạn, thì hôm nay tôi sẽ xin giới thiệu những cái bước khởi đầu của việc mà chúng ta làm thực hiện trên MATLAB, chúng ta biến đổi kinh nghiệm vi sinh. Đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái file như thế này đã. Đấy, cái file này tôi đặt, tôi để ở trên, tôi có để link ở phía dưới đấy, để cho các bạn tải xuống và sau đó các bạn giải nén ra, được chưa? Các bạn giải nén ra, nhớ nhá, tôi có để cái file đó ở phía dưới và các bạn phải giải nén ra, được chưa? Tôi giải nén ra và sau khi bạn giải nén, bạn dùng cái file này thế nào? Đó là bạn dùng cái file này để bạn ép vào đây, ép vào cái chương trình đây, cái file mà tôi đã giải nén đây, được chưa? Sau khi bạn làm rồi, bạn vào giao diện MATLAB, bạn gõ cho tôi bathroom để làm gì? Để chúng ta ép cái file này vào, đúng không? Bạn chọn AD folder và bạn vừa nãy là tôi lưu ngoài desktop đúng không? Thì bây giờ chúng ta tìm cái file đó, tìm cái file ngoài desktop đó đúng không? Đây, edit đây, 1400B đúng không? Chúng ta tích vào OK, chưa? Bạn server lại, bạn lưu lại, rồi bạn close, tắt nó đi. Sau đó bạn bắt đầu bạn khởi động nó bằng cách bạn gõ ili ad và nó đang đọc file đấy, bắt đầu nó hiện lên một cái bảng màu xanh xanh này, được chưa? Còn riêng tôi nhắc lại là riêng riêng mà đối với trình trình duyệt mát chẳng hạn, mát trình duyệt điện thoại chẳng hạn, thì bạn phải gõ mát lắm ad đúng không? Sau đó bạn nhấn Enter và để có thêm tính ổn định thì ta chạy MATLAB Node Desktop đúng không? Node Desktop để chạy nó mà không cần có phải có cái file Java Desktop đúng không? Không cần phải có cái file Java Desktop. Đó là những cái bước khởi đầu, hay nói cách khác là cái bước start. Đúng không? Cái bước chúng ta khởi đầu với MATLAB. Cái bước thứ hai chính là cái bước mà bạn mở cái file thư mục. Cái bước thứ hai tôi muốn nói đến là script. Đây là tài liệu tôi làm cho bên ngoại ngữ bên nước ngoài, cho nên tôi phải dùng chữ này đúng không? Minister. Đấy, các bạn là khám phá cái chúng ta thay đổi cái folder, thì bạn mở một cái cửa sổ bằng đao click ra và bạn có được một cái thư mục và bạn nhập vào nó. Đây tôi làm nhá, bạn có được cái bảng xanh xanh rồi đúng không? Đúng không? Và bạn có một cái thư mục để nhập vào đó đúng không? Bạn muốn nhấn OK để tìm thấy thư mục mà bạn muốn chọn vào. Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh cd nữa, bạn có thể gõ là cd sượt data sửa com rồi bạn ép cái file đó vào, chẳng hạn cái file của bạn là irlab chẳng hạn, bạn muốn thay đổi tên file đúng không? Thay đổi thư mục chứa file đúng không? Đấy đấy, như thế là chúng ta sử dụng lệnh cd này để thay đổi thư mục cho nó, và bạn gõ trong idlab ấy, trong MATLAB rồi bạn nhấn enter là nó ra. Trong trường hợp này tôi không muốn thay đổi cái file của tôi cho nên tôi không sử dụng lệnh này, tôi không sử dụng lệnh này, và một cái cửa sổ màu xanh xanh nó hiện ra như bằng đây tôi không giới thiệu đây với các file, với file edit
tải dữ liệu từ cái EDLab mẫu. Hay nói cách khác, bước này là chúng ta load the symbol EDLab dataset. Hay nói cách khác là bước này chúng ta có thể tải dữ liệu EDLab mẫu, thì chúng ta sẽ chọn trình duyệt đơn giản và nhất là một con có chứa dữ liệu hiện có, thì tôi sẽ làm cho các bạn thấy. Tôi sẽ làm cho các bạn thấy nhé. Các bạn chọn file, các bạn chọn Log Exit Dataset, đúng không? Ở đây các bạn nhấp xuống, các bạn chọn cho tôi cái thư mục ban nãy, được chưa? Các bạn tìm file cho tôi. Đây, file này. EDLab dataset, đúng không? Dữ liệu sẵn, bạn nhấp vào OK, nhá. Thì một cái bảng màu xanh xanh nó sẽ hiện ra cho các bạn thấy, đúng không? Chúng ta sẽ chọn, sau khi mà chúng ta chọn cái EDLab dataset này, có trong sẵn trong hộp công cụ ấy. Công cụ này là có sẵn, bạn hiểu không? EDLab mẫu mà, mẫu là nó có sẵn. Thì bộ dữ liệu EDLab nó sẽ có một cái cửa sổ, nó hiển thị ra. Và nó hiển thị ra có những cái số liệu. Có những số liệu về số liệu kênh, về tỷ lệ lấy mẫu. Đây này, sample rate và tỷ lệ lấy mẫu, hiểu không? Đây này, sample rate có nghĩa là tỷ lệ lấy mẫu. Tôi đọc tiếng Anh không chính xác nhé, tôi chưa đọc cái này nên là đọc nó không chính xác cho lắm. Và nó hiển thị ra là số lượng kênh, tỷ lệ lấy mẫu. Và cái bước tiếp theo chúng ta làm là chỉnh sửa các giá trị có sẵn trong nó. Chúng ta sẽ chỉnh sửa các giá trị. Editing, even. Đấy, chỉnh sửa các giá trị có sẵn. Thì trong file nó có các loại kiểu file, đúng không? Nó có vị trí này, đúng không? Vị trí và độ trễ. Và độ trễ có các giá trị khác nhau và có 154 dữ liệu vậy. Thì bạn hãy chỉnh sửa các giá trị sẵn có này cho tôi. Đúng không? Bạn làm sao để chỉnh sửa các giá trị sẵn có? Bạn vào cho tôi là bạn vào file này, trong cái bảng màu xanh xanh bạn vào file này. Even bằng vào edit even values, đúng không? Để gọi cửa sổ, để gọi cửa sổ ra, và một cửa sổ sẽ hiện ra cho các bạn. Bạn phải cụm dữ liệu này bằng các giá trị này, bạn cụm dữ liệu này, đấy đấy, bạn tăng lên, đúng không? Ở đây thì nó có là vậy thì bây giờ chúng ta qua một khái niệm nữa là mô tả thử nghiệm mẫu. Mô tả thử nghiệm mẫu.
thì chúng ta có những dữ liệu là chúng ta có những dữ liệu nào? Chúng ta có những cái dữ liệu là world là có nghĩa là đây này, có nghĩa là vuông, là RT, đúng không? World là có sự xuất hiện của hình vuông màu xanh sáng lá. Các bạn có thể thay đổi dữ liệu. Còn cái RT này là gì? RT, còn cái RT này chính là cái thời gian phản ứng đối tượng để giảm những cái số liệu dữ liệu cần thiết để tải xuống và tập dữ liệu làm. Còn chưa có dữ liệu kích thích vuông nhỏ, nghĩa là cái kích thích vuông đặt là đây. Đấy. Còn cái đầu tiên là thời gian phản ứng đối tượng. Và để làm cái số liệu này thì chỉ có hai phương tiện điểm thôi mà chúng ta này một đề cập, đó là hai phương này để chúng ta nói về một cái hệ nói tức là thay. Ok là đấy, cộng với số trường thông tin bổ sung cho người dùng bổ sung, đúng không? Chúng ta có thể bổ sung các trường trong này, đúng không? Chẳng hạn tôi đặt như thế, đặt tên chỗ này chúng ta có thể đặt nó là 1 hoặc là 2 là 2, đúng không? Để chú ý nói là một thể là hai cái vấn đề mà công nghệ nó làm bởi như đi lắp được xác định bởi người dùng. Có thể được mặt định là cái này là được mặt định là 1 nhưng mà chúng ta có thể thay đổi là 2 nhé. Rồi bước tiếp theo là chúng ta kích vào OK thì một bảng nó sẽ được hiện ra cho chúng ta. Đấy, bước tiếp theo là chúng ta sẽ giới thiệu cái mẫu dữ liệu, trong sự giới thiệu của mẫu dữ liệu. Đấy, để mà chỉnh sửa các mô tả dữ liệu này thì các bạn vào cho tôi là edit, chọn command dataset. Wow. Thì một số tham khảo các bạn được cập lên cho các người dùng có thể chỉnh sửa mô tả có thể dữ liệu chúng ta. Tuy nhiên vì đây là dữ liệu GD lab mẫu cho nên chúng ta mặc định là có sẵn, mặc định là không thể nào chỉnh sửa. Và các bạn chọn cho tôi xem rồi để xem rồi là ở bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ ôm qua dữ liệu. Ôm qua dữ liệu. Chúng ta có thể di chuyển dữ liệu để ôm qua dữ liệu của tập tin hiện tại. Thì bạn chọn đường đo là lô, tức là nghĩa của nó là lô vùng, bạn chọn channel data nghĩa là dữ liệu tên, chọn nó, được. Thì mà các bạn sẽ được hiện ra cho các bạn. Thì ta tác này dữ liệu của số quân số và nó xuất hiện cái của số này, đúng không? Nếu biết là tập dữ liệu IR lát này là liên tục và không bị chéo, đúng không? Ở bên phải cái số vùng này plot này, bên phải cái số vùng plot này là các giá trị, factor, có nghĩa là giá trị quy mô đi chiều sâu.
giá trị quy mô từng nhà. Bước tiếp theo là chúng ta chỉ ra chiều cao. Chiều cao của thang tỷ lệ nhà. Trong trường hợp này là nó được mặt định là 80 mmol và chúng ta có thể thay đổi nó. Bây giờ bước tiếp theo là thay đổi quy mô điện áp. Thay đổi quy mô điện áp. Chúng ta có thể thay đổi cái quy mô thành là quy mô điện áp thành là 50. Bạn click vào đây chọn 50 được và bạn có thể điều chỉnh thời gian. Và để điều chỉnh thời gian hiện tại thì chúng ta sẽ chọn cái này thời gian này. Đấy. Và vào cái việc bạn chọn setting. Bạn vào cái việc bạn chọn setting. Đúng không? Time range. Đấy. Thì tại đây thì xuất hiện một cái mục thoại này ra cho bạn. Một mục thoại này ra cho bạn đúng không? Và bạn sẽ có nghĩa là cài cái thao tác mà mình vừa làm ấy. Cái thao tác của mình vừa làm xét tin nữa là cài đặt tham gen nghĩa là khoảng thời gian để đến hết và đặt một số cái chiều dài như mình mong muốn. Ví dụ như bạn đặt là 10 nhé, đúng không? Bây giờ bạn sẽ lựa chọn số kênh để đến hết. Số kênh để hiển thị. Đấy. Thì bạn vào là bạn vào setting. Nhưng mà này có nói là người ta cài là cái number ở trên rồi. Đấy. Tại đây nghĩa là cài là cái thao tác mà mình vừa làm nó này á, nghĩa là cài là này. Số kênh để hiển thị. Đấy. Số kênh để hiển thị thì bạn sẽ cho số kênh thao tác này chỉ cả cái quy rũ cung dưới của Easy Plot. Cái cửa sổ cái này là Easy Plot, thì là theo chiều dọc của ô bên trái. Và chúng ta có thể chỉnh sửa lại là 20 chẳng hạn. Đúng không? Click vào OK. Đấy. Thì sử dụng nó qua qua dữ liệu của tất cả các kênh. Bước cuối cùng là chúng ta có thể cho nó lên, phóng to nó lên. Phóng to lên bằng cách các bạn vào setting cho dung ở con này, các bạn có thể on dung on là có tên, đúng không? Sau đó các bạn quét một vùng người chỉ nhau, được chưa? Đấy, nó phóng to lên. Mỗi lúc bạn quét nó sẽ phóng to lên. Bạn tắt cái này bằng cách là bạn vào setting cho dung on, nó bắt đầu nó tắt đi, được chưa? Tôi sẽ chỉ một cái nữa là cái lưới liên hợp. Lưới thì để chọn lưới này thì bạn phải vào là tên này, bạn chọn rank, sau đó bạn điền lên là click on, sau đó bạn chọn bạn tiếp tục vào grind ion để đi lên ngang và bạn mặc lại thao tác này
Thank you.